chào các bác nha. Em lại lên sóng một con máy lọc khí Pana. Con này thì em hay gọi nó là cái siêu phẩm đây. Mẫu mã thiết kế đẹp vượt thời gian, đến bây giờ nó vẫn rất là đẹp. Một con VXH70. Giá thành thì siêu hợp lý, nhưng mà mẫu mã và tính năng thì cực đẹp, bất chấp tất cả các model bây giờ các bạn này. Một con máy 70 nhá, có cảm biến phát hiện người là cái dòng phân khúc cao cấp nhất. Con này thì không thiếu một cái gì cả. Đấy. Về hình thức các bạn nhìn đây, nó trắng nguyên bản này, trắng tinh nhá. Đấy, vỏ biết chắc đẹp, về chỉ lau cana thôi, vệ sinh tháo hết bên trong ruột, vệ sinh tất cả trắng đẹp. Đấy, không đánh bóng, không mông má tút tít gì. Con này có bánh xe đẩy, bình nước buồm. Những ngày hanh khô thì mình cho nước vào đây mình buồm, hoặc là mình dùng điều hòa độ ẩm thấp thì có cho nước vào đây nhá. Màn tẩu ẩm thứ này, phao nước, máy đã test hoạt động ok mọi chức năng. Xe đây, dòng mặt dâng ạ, hai cánh vẫy, đây là hai cánh vẫy các bạn ạ. Đấy, tắt đi thôi thì nó đóng lại nhá. Mặt dâng hai cánh vẫy cực đẹp vip luôn. Đấy, dâng đóng lại luôn, bật lên nó dâng lên và mở cửa này. Con em đầu biến áp điện 220V rồi, cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn. Full tính năng 5 cảm biến ánh sáng, buổi tối tự động tắt đèn. Yeah. Cảm biến phát hiện người chỉ công nghệ, chỉ có những máy đắt tiền nhất mới có là 2. Cảm biến ẩm là 3, cảm biến mùi là 4, và cảm biến bụi là 5. Công nghệ nano khử khuẩn độc quyền của Panasonic. Yeah. Trên này có khóa cho em giữ 3 giây, khóa cho em này, là không cho trẻ con nó nghịch đấy, bấm linh tinh đi, đấy. Con này quá đẹp luôn, hẹn giờ tắt, giờ lọc khí nhanh trong vòng, đấy, lọc khí nhanh một chạm. Eco Navi, ấn Eco này thì máy sẽ chạy được hoàn toàn tự động. Đấy, 3 chế độ lọc không khí và buồm, chế độ thì lọc không khí này, các bạn này, đây tốc độ lọc nhé. Để điều chỉnh tự dưng này, bình thường này các bác cứ để bật eco là chạy tất. Hai bên cảm biến báo ẩm, báo bụi và mùi, nếu đỏ là không khí bẩn, nếu xanh là không khí sạch. Đèn báo phần trăm độ ẩm. Yeah. Con này quá đẹp luôn, máy trắng tinh. Con này màng HEPA thay mới rồi nhá. Màng HEPA thay mới tinh này các bác. Màng này thay mới là 400.000 ạ. Màng than của bọn này rất là dày này, không cần phải thay, màng này thì vẫn zin. Các bác dùng lâu có thể mang đi rửa và phơi khô dùng lại bình thường nhé. Đấy. Chiếc này thì công suất của nó là 66W. Một giờ nếu chạy hết công suất, các bác dùng cho phòng khoảng 50m2 đổ lại. 50m2 đổ lại. Năm sản xuất 2012 ạ. CD máy 9235, 66W. Đấy, nhiều bác nhìn vào năm sản xuất sâu, nhưng mà đối với bọn em bán quen chuyên nghiệp rồi thì cái năm sản xuất đối với em không quan trọng. Tại sao em vẫn nhập những cái dòng này về bán? Vì là những cái dòng này nó vẫn là dòng cao cấp nhất, full tính năng, kiểu dạng như các bác mua con SH ấy. Còn những cái máy đời mới đét cao thì tính năng, trừ khi các bác mua đét cao lại phải mua dòng VIP như thế này, kiểu đắt hơn có thể gấp đôi. Mà tính năng thì vẫn như bọn này thôi. Còn nếu mà đét cao mà mua máy cỏ thì không nên mua đâu ạ. Đây. Con này em bán 2.6 triệu nhá, bảo hành 1 năm, máy cực đẹp, xuất sắc. Chào các bác.